Hành trình khám phá bí ẩn của lịch sử thế giới rất hân hạnh được gặp lại quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nói đến các trận đánh trong lịch sử Nhật Bản, chắc hẳn ai cũng sẽ nhớ đến trận đánh vang danh thiên sử đã làm nên tên tuổi của vị lãnh chúa Oda Nobunaga. Đó là trận đánh mà vị quỷ vương này đã dùng một chiến thuật không tưởng nhưng lại có sức mạnh đánh bại được cả một đội quân đông hơn gấp hàng chục lần. Là một trong những cuộc đối đầu kịch tính nhất trong lịch sử thế giới. Đó là trận chiến nào? Mời các bạn cùng tìm hiểu trong video ngay sau đây nhé! Oda Nobunaga là ai? Oda Nobunaga sinh năm 1534, mất năm 1582, là một trong những nhân vật tài giỏi bậc nhất lịch sử Nhật Bản. Ông chính là người đặt nền móng cho công cuộc thống nhất Nhật Bản thời Chiến Quốc, chấm dứt thời kỳ chiến tranh loạn lạc trên khắp đất nước. Sau khi trở thành người thống lĩnh gia tộc Oda ở tỉnh Owari, Nobunaga bắt đầu muốn mở rộng quyền lực ra bên ngoài, đe dọa đến lợi ích của các lãnh chúa khác. Nobunaga khi đó nổi tiếng là người thẳng tay tàn sát kẻ thù và ông cũng gây thù chuốc oán với không ít người. Nổi lên trong số đó là Imakawa Yoshimoto, lãnh chúa ở tỉnh Shirogu láng giềng. Gia tộc Imakawa ngày càng hùng mạnh khi liên minh với nhà Takade, đặt mục tiêu đánh chiếm kinh đô Kyoto. Nhưng để làm được điều đó, Yoshimoto phải đem quân vượt qua lãnh địa của Oda Nobunaga. Những thử thách đầu tiên của Nobunaga. Trước cuộc đại chiến năm 1560, Yoshimoto đã tập hợp được đội quân đông đảo ước tính lên tới 35.000 người, bao gồm cả samurai và binh sĩ của các gia tộc trong liên minh. Từ đó thì Yoshimoto đem đại quân thẳng tiến về phía tây, hướng đến kinh đô Kyoto. Lãnh chúa nhà Imakawa không những không xin ý kiến Nobunaga khi đưa quân vào Owari mà còn đánh chiếm nhiều thành trì của tỉnh này. Yoshimoto tin rằng quân Nobunaga sẽ không dám chống trả, nên quyết chiếm luôn cả thủ phủ của tỉnh Owari, nơi Nobunaga đang ở. Theo sử sách Nhật Bản, Nobunaga khi đó chỉ chiêu mộ được khoảng 3.000 binh sĩ, bao gồm cả những cận vệ của ông. Trong khi đó, tin mật báo nói đại quân của Imakawa lên tới hơn 400.000 người. Trong khi đó, các tướng lĩnh dưới quyền Nobunaga nghe tin quân địch đông đảo đã vô cùng hốt hoảng. Có người muốn lãnh chúa cố thủ trong thành với hy vọng sẽ khiến cho quân địch nản chí. Người khác lại cho rằng nên đầu hàng vì đối đầu với lực lượng chênh lệch như vậy là tự sát. Imakawa có 40.000 hay 35.000 quân không quan trọng. Đó là một con số rất lớn so với thực lực của chúng ta, Nobunaga nói với các tướng lĩnh. Nhưng mọi người muốn ta đầu hàng để rồi chết một cách hèn nhát như vậy, hay cố thủ trong thành để hy vọng một ngày nào đó Imakawa sẽ chán nản rồi tự rút lui. Chúng ta có thể sống thêm được 5 đến 10 ngày, nhưng mà điều rõ ràng là chúng ta không thể cố thủ trong thành mãi được. Đây là cơ hội của cả đời người. Mọi người muốn ngồi đây và cầu nguyện được sống lâu sao? Chúng ta sinh ra là để chết đi. Nói rồi, Oda Nobunaga quyết tâm đánh một trận lịch sử với nhà Imakawa. Ông nói ai tình nguyện chiến đấu thì sáng mai xuất quân, còn nếu không, hãy ở bất cứ đâu có thể và chứng kiến cảnh ông chiến thắng trở về. Trận đánh một đống 10 lịch sử. Ngày 11 tháng 6 năm 1560, đạo quân của Nobunaga đến thắp hương tại đền thờ Sensoji. Ông nhận được tin báo quân của Yoshimoto hạ trại tại khu vực gần ngôi làng Okihazama. Nobunaga nắm rõ địa hình và ông đã lựa chọn khu vực này làm nơi đánh một trận quyết định. Trước trận đại chiến, Nobunaga dàn quân cho người cầm theo nhiều khẩu hiệu để khiến cho quân địch nghĩ là ông có lực lượng đông đảo. Ông còn ra lệnh đặt những bù nhìn rơm đeo nón và cầm vũ khí, khiến cho đội quân của Nobunaga nhìn từ xa trong đông đảo gấp nhiều lần. Nobunaga cũng để lại vài trăm lính giữ trại, như thể ông vẫn còn giữ quân chủ lực ở phía sau. Chỉ còn khoảng 2.000 lính, Nobunaga âm thầm áp sát nơi đội quân Imakawa hạ trại ở bên cánh. Đó là một buổi trưa hè nắng nóng như đổ lửa ở Nhật Bản. Nhiệt độ có thể lên tới 30 độ C và với độ ẩm cao, đa số samurai nhà Imakawa trú ẩn trong lều nhằm duy trì thể trạng tốt nhất. Một số chiến binh còn ngạo mạn không ngừng uống rượu sake ngay giữa ban ngày. Có một điểm may mắn với Nobunaga là khi đó trời bất ngờ có bão lớn, khiến cho quân Nobunaga có thêm cơ hội tiến sát doanh trại chủ tướng địch. Sau khi xác định có Imakawa ở trong lều cùng với các tướng lĩnh cao cấp, Nobunaga ra lệnh tấn công. Các binh sĩ nhà Imakawa không kịp phòng bị nên bị tiêu diệt hoặc là quỳ gối đầu hàng. Bản thân Imakawa Yoshimoto nghe thấy tiếng ồn nên bước ra ngoài, quát mắng đám lính samurai của Nobunaga vì khiến ông tỉnh giấc. Nhưng rồi Yoshimoto nhận ra đó không phải là lính của mình. Lãnh chúa nhà Imakawa chỉ kịp đỡ được đòn tấn công đầu tiên trước khi bị chặt đầu chỉ bằng một nhát chém. Trận đánh kéo dài chưa đầy một giờ đồng hồ thì kết thúc. Yoshimoto mất mạng cùng với một vài tướng lĩnh khác. Những người còn lại sau khi lắng nghe Nobunaga đã quyết định gia nhập nhà Oda.
Có nguồn tin nói vợ con của họ đều nằm trong tay của quân Nobunaga nên họ không còn cách nào khác là quy hàng để bảo vệ gia đình. Một trong những danh tiếng nổi bật nhất đầu hàng là Matsudarai Motoyasu. Motoyasu sau này đổi tên thành Tokugawa Ieyasu, trung thành với nhà Oda đến khi Nobunaga qua đời. Ông lập ra nhà Tokugawa, trị vì nước Nhật trong suốt 268 năm, đến thời Minh trị Duy Tân năm 1868. Tuy thành công lớn trong trận đánh úp nhà Imagawa, nhưng Nobunaga không phải là người anh hùng, mãi dùng chiến thuật. Trong những trận đánh sau này, quân Oda còn đông hơn địch gấp ngàn lần. Nobunaga cũng không đánh chớp nhoáng nữa mà chủ trương bao vây cho đến khi quân địch mất hết nguyên khí chiến đấu. Chiến thắng trong những trận đánh kịch tính nhất thế giới, thế nhưng chính vì sự lãnh đạo tàn bạo của mình mà Nobunaga cuối cùng đã phải nhận cái kết cay đắng khi tham vọng thống nhất đất nước còn đang dang dở. Vậy nhân vật mà người đời sau cho là sánh ngang với Tần Thủy Hoàng này đã phải đón nhận cái kết ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong phần sau của video nhé! Năm 1582, vài tháng sau khi đập tan gia tộc Takeda đối địch ở trận Tenmukuzan, Oda Nobunaga đứng trên đỉnh cao quyền lực. Ông được coi là người nắm quyền cao nhất Nhật Bản khi đó, trong khi Nhật Hoàng chỉ là bù nhìn. Câu đối đáp nổi tiếng với Nobunaga với lãnh chúa Takeda Shingen được nhà truyền giáo phương Tây Louis Freud thuật lại. Ta là người bảo vệ đạo Phật ở Nhật Bản, người đến đây để trừng phạt ngươi vì những tội ác đã gây ra. Shingen nói, Nobunaga đáp lời, nếu vậy thì ta là quỷ vương nắm quyền tối cao của cả thế giới này. Sau Takeda, các gia tộc đối địch, Nobunaga khi đó chỉ còn nhà Mori, Uesugi và Hojo là đáng chú ý. Cả ba đều suy yếu vì những nguyên nhân nội bộ. Oda Nobunaga hiểu rõ tình hình khi đó. Ông không ngừng đưa tướng lĩnh dưới quyền tỏa ra các hướng để hoàn thành mộng bá chủ. Nếu đúng theo dự tính của Nobunaga, không dưới 10 năm sau cả nước Nhật sẽ hoàn toàn thống nhất, chấm dứt cảnh phân toán quyền lực vào tay của các lãnh chúa. Cái chết cay đắng. Một ngày nọ, Nobunaga mời Tokugawa Ieyasu đến chơi ở vùng Kansai để ăn mừng sự sụp đổ của gia tộc Takeda. Đó là lúc mà Nobunaga nhận được lời cầu cứu của Toyomi Hideyoshi, người đang gặp bế tắc khi tấn công thành Takamatsu ở vùng lãnh thổ do nhà Mori kiểm soát. Tạm biệt Tokugawa Ieyasu, Nobunaga đích thân sửa soạn ra tiền tuyến. Ông ra lệnh cho tướng Akechi Mitsuhide đi theo hỗ trợ. Theo kế hoạch thì Nobunaga dừng chân nghỉ ở ngôi đền Honnoji, kinh đô Kyoto trong khi chờ lực lượng của Mitsuhide đến hội quân. Ở xung quanh Nobunaga khi đó chỉ có một vài nghệ sĩ, người hầu và những người thân tín khác. Mitsuhide nhận thấy đây là cơ hội ngàn năm có một để làm phản, không chỉ bởi Nobunaga không phòng bị mà các tướng lĩnh dưới quyền đều đã tỏa đi đánh chiếm các tỉnh khác. Mitsuhide đưa quân vào Kyoto theo lệnh Nobunaga nên không phải gặp bất kỳ sự nghi ngờ nào. Khi qua sông Kashida, Mitsuhide tuyên bố với các binh sĩ rằng kẻ thù đang ẩn náu ở Honnoji. Trước bình minh, ngôi đền Honnoji bị vây chặt, Mitsuhide lộ rõ mưu đồ làm phản. Nobunaga cùng với các vệ sĩ kiên cường chiến đấu, nhưng ông nhận ra quân Mitsuhide áp đảo về số lượng. Nobunaga quyết định trạch bụng tự sát theo truyền thống võ sĩ đạo. Ông nói lời cuối, Dan, đừng để chúng vào đây. Nobunaga ám chỉ Mori Ranmaru, người thuộc dòng dõi gia tộc Mori. Ranmaru phóng hỏa đốt ngôi đền rồi đến tự sát theo Nobunaga. Theo các sử gia Nhật Bản chép lại, khi ngọn lửa dập tắt, quân Mitsuhide ập vào mà không thấy xác Nobunaga. Nhưng đó cũng có thể chỉ là lời thêu dệt để khiến cái chết của người quyền lực nhất Nhật Bản thời chiến quốc trở nên ly kỳ. Sau sự cố ở ngôi đền Honnoji, Mitsuhide nhanh chóng đưa quân tấn công Oda Nobutada, con trai trưởng và là người thừa kế gia tộc Oda. Nobutada mổ bụng tự sát theo cha. Mitsuhide sau đó tuyên bố kiểm soát Kyoto và kêu gọi các vùng lãnh thổ thuộc gia tộc Oda nhanh chóng quy hàng theo mình. Nguyên cớ dẫn đến sự phản bội. 11 ngày sau khi lật đổ Nobunaga, Mitsuhide bị đánh bại và bị giết trong trận Yamasaki bởi chính Toyomi Hideyoshi, danh tướng thân cận nhất với Nobunaga. Đến lúc chết, Nobunaga đã kiểm soát được hơn phân nửa lãnh thổ Nhật Bản, hầu hết là các tỉnh chiến lược xung quanh Kyoto. Cho đến nay, lý do thực sự dẫn tới cuộc đảo chính sát hại Nobunaga vẫn chưa được làm rõ. Các nhà nghiên cứu lịch sử phỏng đoán rằng Mitsuhide chỉ là người thực hiện âm mưu của kẻ khác. Tokugawa Ieyasu, người được Nobunaga mời đến để ăn mừng, có thể đã lên kế hoạch ám sát để tiếm quyền. Nhưng mà theo một số tài liệu ở Nhật, Mitsuhide thông đồng với Toyotomi Hideyoshi và sau khi giết Nobunaga, ông bị chính Hideyoshi trừ khử để bịt đầu mối. Kết cục là Toyotomi Hideyoshi thừa kế toàn bộ di sản của Nobunaga.
Theo các sử gia Nhật Bản thì Mitsuhide chủ trương đàm phán hòa bình với gia tộc Tsukabe trên đảo Shikoku, nhưng mà Nobunaga lại chủ trương dùng vũ lực quét sạch kẻ thù nên đã làm phật lòng kẻ phản bội. Một giả thuyết khác nhắc đến việc Mitsuhide là người theo chủ nghĩa bảo thủ. Muốn duy trì phong tục truyền thống, chứng kiến Nobunaga đứng trước cơ hội thống nhất nước Nhật với trước thiên hoàng, Mitsuhide cảm thấy mình cần phải hành động. Trong lá thư gửi các lãnh chúa khác khi đảo chính, Mitsuhide nhắc đến việc chấm dứt sự cai trị tàn bạo của cha con nhà Oda. Nhưng theo nhà truyền giáo phương Tây Louis Forrest, Nobunaga đặc biệt căm ghét những người theo tư tưởng bảo thủ, trọng dụng những người theo hệ tư tưởng thực tế hơn. Nếu Mitsuhide muốn khôi phục giá trị truyền thống thì không thể nào trở thành một trong những vị tướng được Nobunaga trọng dụng. Nhưng dù nguyên nhân thực sự ra sao, Oda Nobunaga đã không thể tránh khỏi số phận bi thảm tại ngôi đền Honnoji. Hơn 400 năm kể từ khi quỷ vương khát máu bậc nhất Nhật Bản qua đời, di sản của Nobunaga vẫn còn tồn tại. Trong nước Nhật hiện đại, bằng sự cởi mở về tôn giáo đến cải cách kinh tế, Oda Nobunaga đã đem đến khái niệm mang tính cách mạng với người dân Nhật Bản. Ông thể hiện sự khéo léo và tư duy với đổi mới, khiến cả một quốc gia bị chia rẽ như Nhật Bản vẫn có ngày được thống nhất. Di sản của Nobunaga, thời chiến loạn liên tiếp 100 năm nhờ công của Toyotomi Hideyoshi mà khép lại, sau đó Tokugawa Ieyasu kế tục, mở đầu thời đại Edo toàn cõi Nhật Bản hoàn toàn hòa bình. Thời Edo Thái Bình kéo dài 270 năm, phân kỳ lịch sử Nhật Bản cho đến thời Chiến Quốc gọi là Trung Đại. Từ thời Edo trở về sau là Cận Đại, về giai đoạn này là cột mốc lịch sử trong đại, chuyển tiếp từ thời đại cũ sang thời đại mới. Song nhân vật mở ra cánh cổng thời đại mới không phải là Hideyoshi hay là Ieyasu mà thực sự chính là Oda Nobunaga. Vậy, Nobunaga đã để lại gì cho người Nhật cũng như là mọi người trên thế giới? Nobunaga là anh hùng lịch sử Nhật Bản, bậc hiện tại đã phát huy tài năng xưa nay hiếm trong lĩnh vực chính trị, văn hóa, kinh tế và quân sự, làm thay đổi căn bản cục diện thời cuộc bây giờ. Thế nên câu hỏi này không chỉ có một câu trả lời mà có nhiều quan điểm khác nhau. Theo cá nhân tôi, phải chăng vì chính bản thân ông cho thế gian thấy rằng để biến hòa bình thành hiện thực, hy sinh lớn lao là xứng đáng, là điều ông gửi gắm cho chúng ta ngày nay. Nobunaga gần như dành trọn đời mình cho chiến tranh, có lúc tận diệt quân địch bằng cách cực kỳ tàn bạo khiến cho kẻ thù sợ ông như ma quỷ. Song mục đích cuối cùng của ông cũng không ngoài việc thống nhất đất nước, lúc bấy giờ chia năm xẻ bảy, chiến loạn triền miên suốt 100 năm trời, đem lại hòa bình cho muôn dân, để cho người dân Nhật thời bấy giờ được đánh giá đúng theo năng lực, thay vì địa vị hay xuất thân, và được sống tự hào là một thành viên của xã hội. Ông đã chọn con đường dành phần lớn đời mình vào chiến tranh. Sau cùng, ông bị thuộc hạ phản bội, có lẽ vì họ đã không hiểu được cái chí của ông, để rồi có một kết cục bi tráng. Để biến hòa bình thành hiện thực, hy sinh lớn nào cỡ nào cũng xứng đáng để bỏ ra. Và cuộc đời của Nobunaga cũng là minh chứng sống động cho điều đó. Còn bạn, bạn nghĩ thế nào về cuộc đời của vị quỷ vương Nhật Bản này? Hãy bình luận bên dưới cho chúng tôi cùng biết nhé! Còn bây giờ, video của Lịch sử Thế giới cũng xin phép được khép lại. Hy vọng video vừa rồi đã cung cấp những thông tin bổ ích và thú vị cho các bạn. Chúng tôi biết các bạn có nhiều sự lựa chọn, nhưng Lịch sử Thế giới chắc chắn là lựa chọn tốt nhất để các bạn khám phá thế giới này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.